Dấu hiệu ở cổ cảnh báo các bệnh ung thư nguy hiểm. Hạch nổi ở cổ đa phần là lành tính, nhưng nếu hạch sưng to, cứng không di chuyển, bạn nên đề phòng. Trên cơ thể mỗi người có khoảng 400 hạch nằm rải rác ở các cơ quan. Hạch có chức năng tiêu diệt virus, các tế bào lạ. Hạch xuất hiện tự nhiên và có chức năng bảo vệ vùng hạch có mạch. Đa phần hạch là lành tính, nhưng một số có thể là ác tính. Nếu bạn thấy hạch ở cổ to lên, có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau như nhiễm trùng do vi khuẩn, virus hàm cổ và các vùng khác. Khi cơ thể chống lại sự tấn công của vi trùng, vi khuẩn, các bạch cầu sẽ tập trung tại khu vực hạch và phồng to. Ngoài ra, hạch cổ sưng to cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư, lupus bàn đỏ, v.v. Khi thấy hạch cổ to và không giảm kích thước từ 2 đến 4 tuần, kèm dấu hiệu đau đớn sưng ở vùng khác trong cơ thể, bạn nên đến khám tại bệnh viện. Các bác sĩ sẽ khám siêu âm, chọc tế bào hoặc sinh thiết hạch để có chẩn đoán chính xác. 4 dấu hiệu cảnh báo hạch ở cổ ác tính. Hạch cổ cứng không di chuyển, hạch có kích thước từ 2cm trở lên, hạch kèm theo sốt, sưng tấy, đỏ bầm khi chạm vào, cơ thể giảm cân không giải thích được lý do. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.